Do đó là chúng ta đã thấy chính quyền Biden tuyên bố họ không đưa quân đến chiến đấu ở Ukraine. Trung Quốc cũng vậy, họ khẳng định không lợi dụng tình hình Ukraine. Tuy nhiên người ta nói Trung Quốc có lợi thế, đó là tọa sơn quan hổ đấu. Và nếu như Hoa Kỳ đi cuốn vào cái cuộc chiến tranh ở Ukraine thì sẽ mắc mưu Trung Quốc mà thôi. Và lúc đó vấn đề Đài Loan và Biển Đông là những cái mục tiêu nhẫn tiền nhất, vì Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền với những cái khu vực không chỉ Đài Loan mà đường lưỡi bò 9 đoạn mà phần lớn Biển Đông của Việt Nam thuộc về chủ quyền của Trung Quốc. Và thưa quý vị, theo chúng tôi, Trung Quốc có thể đánh chiếm các cái đảo tiền tiêu của Việt Nam, cụ thể là 28 thực thể thực thể ở khu vực quần đảo Trường Sa trên Biển Đông, là một cái việc người ta nói dễ như trở bàn tay. Trung Quốc có thể lấy bất kỳ đảo nào của Việt Nam, dễ như lấy một cái vật ở trong túi quần ra mà thôi. Và Trung Quốc không sợ sự can thiệp của Hoa Kỳ. Đó là một cái điều chắc chắn mà bài học của Nga xâm lược vào Ukraine đã cho quý vị thấy những cái câu trả lời. Một cái vấn đề quan trọng là vậy, Nga xâm lược Ukraine muốn phép tử cho Hoa Kỳ, bàn lãnh đạo Hà Nội sẽ phải xử sự ra sao cho phù hợp. Thưa quý vị, theo chúng tôi, Việt Nam thực chất là một cái bản sao giống như Ukraine, nhưng bàn lãnh đạo Hà Nội người ta thông minh hơn. Người ta không dựa hẳn vào Hoa Kỳ, người ta cũng không bỏ cái mối quan hệ với Trung Quốc, dù rằng Trung Quốc là nguy cơ đối với chủ quyền của Việt Nam. Mà bàn lãnh đạo Việt Nam thực hiện một cái chính sách lấy lòng Trung Quốc, đồng thời sử dụng Hoa Kỳ làm cái đối tượng để làm nũng với Trung Quốc khi cần thiết. Và đó là lý do tại sao Trung Quốc luôn luôn phải níu kéo giữ Việt Nam, vì Việt Nam có một cái vị trí địa chính trị hết sức quan trọng, án ngữ đường đi xuống phía Nam của Trung Quốc trên biển. Chúng tôi nói những cái điều đó để quý vị thấy rằng không bao giờ bàn lãnh đạo Hà Nội đặt trứng vào một giỏ, mà người ta luôn luôn đặt 2-3 giỏ để phòng ngừa những cái vấn đề xảy ra tương tự đối với Ukraine trong những ngày qua. Thưa quý vị, trong cái bài viết Nga xâm lược Ukraine phép tử cho Mỹ ở Biển Đông, tác giả Lê Ngọc Tiếp đánh giá cho rằng hành động của Nga đối với Ukraine trong ngày qua đã rõ ràng tạo điều kiện, nó tạo ra một cái tiền lệ vô cùng nguy hiểm cho các quốc gia không phải là cường quốc trên thế giới. Và nó đã định hình một cái công thức, khi một cường quốc không vừa ý với một quốc gia láng giềng thì họ có thể tự ý dựng lên một cái cuộc xâm lược trá hình bằng cách hỗ trợ và khuấy động các cái nhóm ly khai với chiều bài đòi ly khai, và đó sẽ là cái cớ để các cường quốc có thể đưa quân đội vào lãnh thổ các quốc gia khác với cái khẩu hiệu bảo vệ công dân của họ. Đặc biệt trong cái bối cảnh Trung Quốc đang ngày càng lớn mạnh và các cái tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc đang khiến cho cả thế giới lo ngại như hiện nay. Ai ai cũng biết Trung Quốc đã nhiều lần đưa ra những cái lý giải riêng về luật pháp quốc tế, rõ ràng nhất là những cái vấn đề chủ quyền trong hồ sơ Biển Đông. Theo tác giả, nhiều chuyên gia trên thế giới đang lo ngại về việc Trung Quốc có thể dễ dàng áp dụng các cái cách mà Tổng thống Nga Putin đã sử dụng để phủ nhận chủ quyền của Ukraine, trên cơ sở đó đưa ra các yêu sách sâu rộng đối với các cái vùng lãnh thổ ở khu vực Đông Nam Á. Theo giám đốc nghiên cứu của tổ chức KAA là một cái công ty tư vấn về cái vấn đề cần tập trung vào các khu vực ASEAN, ông Cây Liêu đã cho rằng có quá nhiều vướng mắc về địa chính trị và chiến lược nên khó có thể dễ dàng được cái cuộc khủng hoảng giữa Nga và Ukraine cũng như phương Tây. Theo giám đốc nghiên cứu của công ty tư vấn này cho hay, một phần của vấn đề là người ta không hiểu rõ những cái gì mà Putin thực sự muốn, giả sử Ukraine không gia nhập NATO, cho dù trong tương lai gần hay xa cũng vậy, thì liệu Putin có dừng lại đó hay không? Bởi vì Putin có những cái bằng chứng để chứng tỏ rằng phương Tây sẽ kích động hành vi của ông ta. Và ngay cả khi Putin cho phép Ukraine duy trì độc lập, những người kế nhiệm của Putin có bị cảm thấy ràng buộc bởi điều này hay không? Mà theo ông Liêu, bất kỳ một cuộc chiến nào trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay đều sẽ gây ra những cái hậu quả sâu rộng đối với phần còn lại của thế giới, kể cả các quốc gia Đông Nam Á.
Theo đó, do sự kết nối của Đông Nam Á với thế giới rộng lớn hơn, sự phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19 nó sẽ đòi hỏi một cái biện pháp ổn định toàn cầu. Và một cái cuộc chiến ở Ukraine sẽ là một cái bước thụt lùi đáng kể trong vấn đề này. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì theo điều, ngoài những cuộc xung đột, nếu không làm giảm các nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc tái đàn dự vào khu vực Biển Đông, thì ít nhất nó sẽ tạo ra những vấn đề sao nhãng hơn. Mà nếu hành động của Putin không bị Hoa Kỳ và phương Tây ngăn chặn, thì điều gì đó có thể ngăn Trung Quốc không tìm cách làm những cái phép thử đối với Hoa Kỳ. Trong khi đó, một giáo sư của Trường Đại học Quốc gia Australia, ông Hắc Hoài, đã cho rằng cách thức ứng phó của Hoa Kỳ với những tham vọng của Putin của châu Âu, nó sẽ định hình bước đi tiếp theo của ông Tập Cận Bình đối với vấn đề Đài Loan. Theo đó, những cái gì Putin làm ở Ukraine hiện nay hoàn toàn giống với những cái gì mà Tập Cận Bình đang làm đối với Đài Loan. Và nó tương tự như cái việc Putin đang sử dụng vấn đề Ukraine như một cái phép thử để xem Hoa Kỳ có sẵn lòng chiến đấu để duy trì tầm nhìn của Washington và thể hiện cái vai trò là một cường quốc bá chủ toàn cầu hay không. Cuộc khủng hoảng Ukraine đã cho thấy Tổng thống Joe Biden không muốn tiến hành một cái cuộc xung đột quân sự toàn diện, thì điều đó sẽ làm cho Tập Cận Bình càng dễ bạo dạn để hành động đối với Đài Loan nếu ông Tập đủ tin tưởng rằng Washington sẽ không có những cái phản ứng đáp trả. Đó là một cái nguy cơ nghiêm trọng khi Tập Cận Bình sẽ tự thuyết phục mình rằng Mỹ sẽ không đáp trả để bảo vệ Đài Loan. Và nếu như Tập Cận Bình tin tưởng rằng Hoa Kỳ hiểu rằng họ không thể chiến thắng trong bất kỳ một cuộc chiến nào cả, thì nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ có khả năng sẽ ra tay, kể cả việc chấp nhận những cái điều rủi ro hơn. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Úc, ông Peter Dutton, đã cảnh báo rằng một cái cuộc xâm chiếm nhằm thâu tóm Đài Loan của Trung Quốc sẽ tiến hành. Nó sẽ là một cái quân domino đầu tiên giúp cho Bắc Kinh chiếm cái vị trí bá chủ ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương trong một thời gian không xa. Đó, thưa quý vị đã thấy cái sự nguy hiểm của cái thái độ nói nhưng không làm của Hoa Kỳ, đặc biệt cái chính sách đối ngoại của ông Joe Biden. Ở đây chúng tôi không bình vực Biden hay Donald Trump, thì rõ ràng hết sức yếu ớt. Và thưa quý vị, một cái câu hỏi đặt ra là đối với các ngôi nhỏ, liệu im lặng nó có là vàng hay không? Mà theo tác giả Lê Ngọc Thắng, một cái điều đáng lo ngại nhất hiện nay trước cái sự kiện Nga tấn công Ukraine, các quốc gia Đông Nam Á bao gồm cả Việt Nam chúng ta vẫn tương đối im lặng. Ở Việt Nam có rất nhiều các cái quan chức cũ, họ là những trí thức được đào tạo từ Liên Xô trước đây, nên họ vẫn giữ những cảm tình với nước Nga, cho dù nước Nga không phải là Liên Xô nữa. Thậm chí có nhiều cây bút bình luận còn rất cuồng Nga, họ luôn luôn chửi với phương Tây và ca ngợi nước Nga. Và có lẽ các nhà bình luận hoặc công chúng Việt Nam, nếu họ có cảm tình với Nga, thì họ phải tỉnh táo, họ phải nhìn nhận và đánh giá vấn đề từ góc độ lợi ích của chính trị Việt Nam trước đã. Trong khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam thì cho rằng Việt Nam quan tâm theo dõi những cái diễn biến căng thẳng ở Ukraine, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế và tăng cường các cái nỗ lực đối thoại. Thì giáo sư Zachary Abuja thuộc Trường Đại học Hải chiến Hoa Kỳ đã phải thốt lên rằng Nga đang tấn công Ukraine. Đó là cái hành động gây hấn có thể làm xáo trộn trật tự toàn cầu. Tuy nhiên các cái lãnh đạo ở Đông Nam Á gần như thống nhất họ im lặng, bất chấp đó là những tiền lệ cực kỳ nguy hiểm mà một cái hành động của Putin và ban lãnh đạo Nga đã chà đạp luật pháp quốc tế. Đồng thời giáo sư Azari cho biết Việt Nam, một cái đối tác thân thiết của Nga, không nói gì và truyền thông nhà nước cũng hầu như không đưa tin. Với cái quan hệ kinh tế và can dự chính trị hạn chế cũng như các cái khoảng cách về địa lý, nước Nga lâu nay hầu như không tạo ra các mối đe dọa tức thời với các quốc gia Đông Nam Á. Tuy nhiên đó chỉ là cái vấn đề tạm thời mà tất cả các quốc gia Đông Nam Á đều phụ thuộc vào luật pháp quốc tế. Nó vốn dựa trên khái niệm bình đẳng về chủ quyền. Do đó mọi quốc gia đều có thể bị đe dọa bởi một cường quốc như Nga đã áp dụng những cái quan điểm trị thượng
tự họ cho quyền đánh khiếm các quốc gia liên bang, dựa trên sự giải thích đơn phương về mặt lịch sử, ngôn ngữ, văn hóa nói chung. Mà theo giáo sư Achary, đây không phải là những cuộc xung đột xa xôi có ảnh hưởng tới an ninh Đông Nam Á, mà nỗ lực đảo ngược trật tự thế giới của Putin cũng như Bắc Kinh, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh và thịnh vượng của khu vực. Đó là lý do theo tác giả Đinh Ngọc Thắng, nó không phải là cái vấn đề an ninh của châu Âu hay một phần của cuộc cạnh tranh quyền lực của Washington đối với Nga và Trung Quốc. Đó là lý do ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam phải hết sức tỉnh táo, thận trọng trong quan hệ với các cường quốc, đặc biệt trong cái thời điểm hiện nay. Và thưa quý vị, như quý vị đã biết, Việt Nam và Nga có những cái mối quan hệ gắn kết với nhau trong một thời gian dài. Đó là lý do tại sao dưới sự ảnh hưởng của tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Việt Nam, một cái số lượng người cuồng Nga rất đông, họ sẵn sàng cổ vũ Nga tấn công Ukraine, mà họ quên mất rằng nếu họ cổ vũ những cái điều đó mà khi Trung Quốc cũng dựa trên những cái điều họ cổ vũ để tấn công Việt Nam với cái lý do Việt Nam là một cái bộ phận của Trung Quốc thì họ nghĩ như thế nào. Và thưa quý vị, trong mối quan hệ với các cường quốc, như chúng tôi đã nói với quý vị nhiều lần, Việt Nam phải dựa trên nội lực của mình, phải tạo ra một cái mối đoàn kết giữa chính quyền và nhân dân, chứ đừng có đi dựa vào Nga, Trung Quốc hay Hoa Kỳ. Mà cái bài học Ukraine đã cho chúng ta thấy chắc chắn dựa vào cường quốc này để chống cường quốc khác là những cái điều thất bại mà tất cả đã nhìn thấy từ vòng gửi xe. Kể cả Hoa Kỳ trước đây đã từng bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, rồi Trung Quốc cũng có những cái hành động chèn ép Việt Nam. Và thưa quý vị, kể cả Nga cũng vậy. Người ta nói không có đồng minh vĩnh viễn và không có kẻ thù vĩnh viễn, mà chỉ có quyền lợi quốc gia mới là vĩnh viễn mà thôi. Đó là lý do, như quý vị đã biết, mới đây có những dấu hiệu cho thấy Putin đã liên kết với Trung Quốc, thậm chí sẵn sàng bán rẻ các quyền lợi của Việt Nam trên Biển Đông, đặc biệt về cái vấn đề khai thác dầu khí ở bãi Tây Chính. Và thưa quý vị, trong các bài bình luận trước đây, chúng tôi đã phân tích rất rõ những cái vấn đề vừa kể. Và như quý vị đã biết, nói cái vấn đề khủng hoảng Ukraine nó liên quan tới Việt Nam, như quý vị đã biết, trong bài nói chuyện trước chúng tôi có đã phân tích những cái ý kiến của giáo sư Kho Tài Dừa từ Học viện Quốc phòng Úc đã khẳng định nếu như xảy ra đụng độ giữa Nga và Ukraine thì Việt Nam sẽ phải nhận diện Trung Quốc về cái vấn đề chủ quyền trên Biển Đông. Và thưa quý vị, một cái điều rõ ràng theo giới phân tích, khủng hoảng ở Ukraine nó là một cái vấn đề rất khó cho Việt Nam, bởi vì Việt Nam ủng hộ ai, Ukraine hay Nga, đều là những cái đồng minh cũ của Việt Nam từ xưa đến nay, vốn là những cái thành viên của Liên Xô cũ. Tuy nhiên, trong một cái bài viết khủng hoảng Ukraine Việt Nam đang ở thế khó của tác giả Nguyễn Hải Bằng, tác giả đã nêu ra những cái vấn đề mà người Việt Nam, đặc biệt lãnh đạo Việt Nam phải suy nghĩ. Theo tác giả, khi mà cả thế giới đang hồi hộp chờ xem người Mỹ và các quốc gia phương Tây họ sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine như thế nào, thì có một điều rất quan trọng, đó là các cái quốc gia đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ, người ta vẫn nghi ngờ các cái cam kết của Hoa Kỳ trước các cái vấn đề hiện tại, đặc biệt sau khi Hoa Kỳ có những quyết định rút quân ra khỏi Afghanistan. Phát biểu mới đây của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken khi nhắc tới việc Mỹ phải có các hành động khi trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế đang bị Nga đe dọa, Ngoại trưởng Mỹ ông Blinken đã khẳng định nếu chúng tôi cho phép những cái nguyên tắc đó bị thách thức mà nó không bị trừng phạt, thì ngay cả khi châu Âu cách xa nửa vòng trái đất thì điều đó cũng có thể tác động ở đây. Nhưng những người khác đang theo dõi, những người khác đang tìm kiếm để tất cả chúng ta xem người Mỹ sẽ phản ứng như thế nào. Và thưa quý vị, ở đây chúng tôi cũng phải nói có một số quý khán thính giả của KTV, họ vẫn tin tưởng vào sức mạnh của Mỹ mà người ta không nhìn thấy một cái nhược điểm trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, đó là một cái nền chính trị lưỡng đảng và chính sách đối ngoại luôn luôn thay đổi qua mỗi cái triều đại của các cái đảng cầm quyền khác nhau. Và trong một cái bối cảnh đó, theo tác giả Nguyễn Hải Bằng, Việt Nam là một cái quốc gia vốn vẫn có nhiều nghi ngờ về các cái mục đích cũng như động cơ của Hoa Kỳ trong các cái cam kết đối với khu vực ASEAN, và ban lãnh đạo Hà Nội tỏ ra
quan tâm tới Hoa Kỳ hơn như người ta hết sức thận trọng. Đó là lý do yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ cần phải chứng minh cho Việt Nam thấy họ có cái thực tâm và cam kết của Mỹ mạnh đến mức nào để cho ban lãnh đạo Hà Nội có thể tin tưởng giao phó tương lai. Theo tất cả các cái quan chức ngoại giao, các cái học giả Việt Nam cho đến nay, họ vẫn đang im hơi lặng tiếng trước cái vấn đề Ukraine. Điều này bởi lẽ Việt Nam có những cái trở ngại trước một cái mối quan hệ rất phức tạp. Theo đó, một mặt Việt Nam đang có mối quan hệ tốt với cả Nga và Ukraine. Tuy nhiên, mối quan hệ với Nga, theo tác giả, nó có một cái vai trò quan trọng hơn Ukraine, khi Nga là một cái đối tác quan trọng để Việt Nam có thể sử dụng nhằm kiềm chế và đối trọng phần nào trước một Trung Quốc đầy hùng hằng trên Biển Đông. Bởi vì Nga luôn luôn là một cái quốc gia cung cấp các nguồn vũ khí quan trọng cho Việt Nam. Hơn thế nữa, các cái công ty dầu khí của Nga cũng đang tham gia khai thác trên các cái vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam mà Trung Quốc cho là đang tranh chấp với họ, mặc cho các cái đe dọa từ phía Trung Quốc. Đó là lý do nếu như Nga tấn công Ukraine thì Việt Nam có thể gặp những bất lợi về mặt chiến lược cụ thể. Thứ nhất, nếu Nga tấn công Ukraine mà thế giới không có những cái phản ứng thích đáng, điều này sẽ cho thấy Trung Quốc sẽ thấy một cái sự vô nghĩa của một trật tự quốc tế dựa trên các cái luật lệ. Và điều đó nó thể hiện sự suy yếu của Hoa Kỳ và các nước phương Tây. Do đó, theo tác giả, nó sẽ thúc đẩy Bắc Kinh có những cái hành động phiêu lưu quân sự ở trên Biển Đông, mà Đài Loan cũng như các cái thực thể, những cái đảo của Việt Nam trong khu vực Trường Sa có thể là mục tiêu tấn công của Trung Quốc. Một cái vấn đề thứ hai, theo tác giả Nguyễn Hải Bằng, đối với Việt Nam, Nga đóng một cái vai trò quan trọng như một cường quốc đối trọng với sức mạnh của Trung Quốc. Nga là một cái nguồn cung cấp vũ khí truyền thống cho Việt Nam. Đặc biệt Nga không lo ngại trong việc đối mặt với các sức ép đe dọa từ Trung Quốc khi cùng Việt Nam khai thác dầu khí trên Biển Đông. Tuy nhiên theo tác giả, để chống lại sức ép của Mỹ và phương Tây, rõ ràng Nga rất cần sự ủng hộ từ Trung Quốc. Đây chính là lý do mà gần đây Nga đã xích lại gần Trung Quốc hơn. Và điều đó nó có thể ảnh hưởng tới cái lợi ích của Việt Nam đối với các cái công ty khai thác dầu khí của Nga đang khai thác trên khu vực bãi tư chính. Và thưa quý vị, như chúng tôi đã nói, trong một cái cuộc gặp gần đây giữa Chủ tịch Tập và Putin, Nga và Trung Quốc đã có những cái tuyên bố chung. Trong đó, Nga tái khẳng định việc tuân thủ một Trung Quốc, xác nhận Đài Loan là một cái phần không thể tách khỏi của Trung Quốc. Thậm chí, Nga phản đối Đài Loan độc lập dưới mọi hình thức. Điều đó đi ngược lại quan điểm của Hoa Kỳ, đặc biệt là các cái hợp đồng kinh tế của các cái tập đoàn khí đốt đang khai thác ở Việt Nam hiện nay, đó là Gazprom hay Rosneft của Nga, là những cái tập đoàn dầu mỏ và khí đốt của Nga đã ký các cái hợp đồng thỏa thuận cung cấp một cái khối lượng lớn chất đốt cho Trung Quốc trong 10 năm tới đây, với những cái giá trị hợp đồng lên tới hàng trăm tỷ đô la. Và thưa quý vị, nếu như Rosneft và Gazprom đều là những cái bên trực tiếp khai thác dầu khí cùng Việt Nam trên Biển Đông, thì chắc chắn trong cái cuộc thỏa hiệp chính trị lần này giữa Nga và Trung Quốc, chắc chắn Trung Quốc phải nhận được gì đó thì mới dẫn tới việc Trung Quốc ủng hộ Nga một cách mạnh mẽ như vậy. Và một cái câu hỏi đặt ra là liệu Nga có bán đứng Việt Nam để chấp nhận nhượng bộ với Trung Quốc về vấn đề biển không hay không? Đó là một cái vấn đề mà ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hà Nội cần phải tính tới. Bởi vì hơn lúc nào hết, Nga rất cần một cái sự ủng hộ của Trung Quốc vào lúc này. Hơn nữa, lợi ích địa chính trị lúc này với cái mối quan hệ với Trung Quốc sẽ lớn hơn rất nhiều với những cái lợi ích Nga sẽ nhận được từ Việt Nam. Và thưa quý vị, đó là lý do chúng tôi nói chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, đặc biệt của ông Joe Biden, trong cái việc đã đẩy Nga về phía Trung Quốc là một điều hoàn toàn sai lầm, mà lẽ ra Hoa Kỳ phải biết khoét sâu cái mâu thuẫn giữa Nga và Trung Quốc vốn luôn luôn hình thành và tồn tại. Và điều đó hãy tạo điều kiện cho nước Nga ổn định để thế giới, trong đó có cả Nga, tập trung giảm cái uy lực của Trung Quốc về mặt kinh tế cũng như quân sự. Đó là một cái điều có lợi cho thế giới hơn. Và thưa quý vị, chúng ta gặp lại tiến sĩ Dương Quốc Chính đánh giá về mối quan hệ giữa Nga và Ukraine cũng như mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam hiện nay có những cái nét tương đồng mà ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải rút ra các cái bài học kinh nghiệm để có các cái chính sách ứng xử và đối phó cho thích hợp. Thưa quý vị,
Theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, hai cảng Nga và Ukraine cũng như Trung Quốc và Việt Nam nó rất gần nhau về cái mối quan hệ lịch sử, địa chính trị cũng như dân tộc. Tất nhiên có những cái tương đồng, có những cái dị biệt, nhưng theo dõi mối quan hệ của cặp đôi này thì có thể luận về cặp kia, nhất là quan điểm đánh giá cặp này về cặp kia cũng cho chúng ta thấy những cái tương lai của chính họ. Theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, nếu xung đột giữa Nga và Ukraine xảy ra thì các nhà báo quốc tế sẽ rất thích hỏi quan điểm của Việt Nam và Trung Quốc về cái vấn đề này như thế nào, và một cái cách trả lời của mỗi nước cũng sẽ phải hết sức thận trọng. Một cái câu hỏi đặt ra là vậy sự tương đồng và dị biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc trong cái vấn đề Nga-Ukraine là gì? Trước hết, theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, chúng ta hãy phân tích những cái sự tương đồng. Bởi vì nguồn gốc của dân tộc Nga và Ukraine có những sự gần gũi, họ đều là sắc dân Slovak, còn Trung Quốc và Việt Nam thì là cùng một cái gốc, đó là dân Mông Cổ. Cả hai cặp này đều có những mối tương đồng về chủng tộc cũng như văn hóa. Tuy nhiên, Ukraine và Việt Nam là các quốc gia nhỏ yếu thuộc về cửa dưới. Một thời gian dài, họ là đồng chí, là anh em với Nga cũng như Trung Quốc. Và trong lịch sử, mỗi cặp cũng có những cái thù hận trong quá khứ do họ bị những cái nước lớn kia cai trị. Nói về cái mặt địa chính trị, theo đó Ukraine chặn đường ra hải của Nga. Crimea có cảng Sevastopol, nguyên là một cái căn cứ hải quân lớn nhất của Liên Xô cũ. Ukraine cũng làm cái vòng đệm cuối cùng của Nga từ phương Tây, nhất là một cái khu vùng đệm lớn hơn nhiều nước ở Đông Âu và ba nước Cộng hòa Baltic đã gia nhập NATO. Và thưa quý vị sẽ theo dõi các cái hình ảnh trình chiếu, quý vị sẽ thấy nếu như Hoa Kỳ và các nước Tây Âu lôi kéo được Ukraine tham gia khối NATO thì lập tức biên giới phía Tây của nước Nga đã bị uy hiếp toàn bộ bởi khối NATO. Trở về cái vấn đề Việt Nam, theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, Việt Nam là nước nắm giữ nhiều đảo nhất trong quần đảo Trường Sa, cũng nắm một ít hầu con đường hàng hải qua Biển Đông để đi vào khu Đông Bắc Á, trong đó có Trung Quốc từ Ấn Độ Dương. Con đường ra biển gần nhất từ miền Tây Trung Quốc là đi qua cảng Hải Phòng của Việt Nam. Chính vì thế, vấn đề địa chính trị vừa kể mà Nga luôn luôn tìm mọi cách để khống chế Ukraine, bắt Ukraine phải nằm trong vùng kiểm tỏa của họ, tối thiểu cũng phải giữ được một cái miền đông Ukraine. Và tương tự như vậy thì Trung Quốc luôn luôn phải nắm chắc Việt Nam trong tay, tối thiểu họ phải giữ được miền Bắc Việt Nam. Theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, hiện tại Nga đã sáp nhập vào Crimea của Ukraine, trong khi Trung Quốc đã chiếm giữ Hoàng Sa và một số đảo thuộc Trường Sa của Việt Nam. Hoàng Sa chính là cánh cửa của Trung Quốc ở Biển Đông, cũng như Crimea là một cánh cửa của Nga ra vào Hắc Hải. Hoàng Sa là một cái giá Việt Nam phải trả cho Trung Quốc cho công sức mà Trung Quốc đã hỗ trợ Việt Nam Cộng sản qua hai cuộc chiến chống Pháp và đánh Mỹ. Còn Crimea là một cái giá Ukraine phải trả cho Liên Xô để tách khỏi cái bóng của nước Nga. Nói về cái sự khác biệt giữa cặp đôi này, theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, về mặt địa chính trị, Nga cần Ukraine hơn Trung Quốc cần Việt Nam rất rất nhiều, bởi vì Ukraine chính là một cái lớp rào chắn cuối cùng trước một cái mối đe dọa từ phương Tây. Kể từ khi Liên Xô sụp đổ, NATO cũng chưa bao giờ có ý đồ thôn tính nước Nga, dù nước Nga có những sự đề phòng ngược lại. Nhưng với một cái náo trạng chiến tranh lạnh, Putin và nước Nga luôn luôn lo ngại một cái mối đe dọa an ninh từ Mỹ và Tây Âu. Theo đó, từ thời chiến tranh lạnh, tiền đồ của Liên Xô là tận Đông Đức, nhưng khi Cộng sản Đông Âu rồi Liên Xô sụp đổ thì dần dần NATO đã kết nạp hầu hết các nước Đông Âu, kể cả các cái nước thành viên của Liên Xô cũ. Vì vậy, nếu NATO kết nạp nốt cả Ukraine thì coi như lưỡi dao của NATO đã thò tận mạng sườn của nước Nga. Hơn thế nữa, Ukraine đang phải ngậm đắng nuốt ngay trên một cái thế yếu khi mất Crimea vào tay Nga trong năm 2014, cũng như Ukraine phải chấp nhận để các cái tỉnh miền đông quậy phá đòi tự trị, thậm chí có nguy cơ bị Nga sáp nhập nước như Cộng hòa tự xưng Donbass, Donetsk, tất cả chỉ vì không đủ tiềm lực quân sự để đương đầu với Nga, hơn nữa do các cái vùng đất đó người Nga chiếm đa số. Tuy nhiên, nếu Ukraine gia nhập NATO thì theo tác giả, Nga sẽ phải đối đầu với NATO chứ không chỉ đối đầu với Ukraine.
Do đó khả năng chiếm giữ Crimea của Nga sẽ bị lung lay. Và điều đó dẫn tới việc sáp nhập Crimea vào nước Nga là hoàn toàn bất hợp pháp. Không có bất kỳ một nước nào trên thế giới công nhận Crimea là một phần của nước Nga, kể cả Trung Quốc cũng như Việt Nam. Thưa quý vị, cái nhận định này theo chúng tôi hình như không đúng, vì một số nước theo chúng tôi được nhớ như Armenia, Belarus, Cuba, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Nicaragua, Syria, Venezuela, Zimbabwe, tức là có ít nhất 10 nước công nhận Crimea thuộc Nga, trong khi một cái con số không công nhận gấp 10 lần, tức là khoảng 100 quốc gia. Còn lại là những quốc gia đã bỏ phiếu trắng. Và thưa quý vị, một cái tương lai đặt ra đối với nước Nga đó là nếu mất đi Crimea thì nước Nga sẽ mất quân cảng Sevastopol, một cái cảng nước ấm duy nhất của Nga không bị đóng băng vào mùa đông. Hải quân Nga vốn có một điểm yếu, đó là khi cảng bị đóng băng trong một cái mùa đông kéo dài dẫn đến những cái vấn đề rất khó hoạt động, đặc biệt kể từ khi Liên Xô hết tiền phải rút khỏi Cam Ranh của Việt Nam, thì hải quân Nga chỉ trông chờ vào một cái cảng quân sự Sevastopol mà thôi. Chưa hết, thưa quý vị, theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, còn đối với Trung Quốc thì Bắc Triều Tiên mới có một cái vị trí phèn dậu từ mối đe dọa của phương Tây. Bởi vì hiện nay quân đội Mỹ đang đóng tại Hàn Quốc, Nhật Bản, thì Bắc Triều Tiên trở thành một cái vùng đệm cho Trung Quốc. Còn từ phía Việt Nam thì hiện nay không có sự hiện diện của phương Tây kể từ sau năm 1975. Và việc Việt Nam ngả theo phương Tây cũng không đến nỗi đẩy Trung Quốc vào một cái chân tường như tình trạng Ukraine gia nhập NATO đối với nước Nga. Đó là lý do theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, dù rằng Việt Nam có ngả theo Mỹ đi chăng nữa thì khả năng Việt Nam lấy lại Hoàng Sa là rất thấp, bởi vì Trung Quốc lấy từ tay Việt Nam Cộng Hòa một nửa quần đảo Hoàng Sa trước đây, và hiện nay cũng chẳng có một cái nước phương Tây nào công nhận Hoàng Sa là của Việt Nam. Họ chỉ coi đó là hòn đảo tranh chấp giữa các bên, trong khi Trung Quốc chỉ coi Việt Nam là một cái mối đe dọa khi tuột khỏi tay vào cái thời điểm Hoa Kỳ đóng quân tại Việt Nam Cộng Hòa. Đó là lý do từ xưa nguồn lại đã từng đe dọa nếu Mỹ đổ quân ra Bắc Việt thì Trung Quốc sẽ tham chiến tương tự như cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1953. Và lần thứ hai đó là khi Việt Nam ký kết Hiệp định Hữu nghị Hợp tác với Liên Xô vào năm 1978. Lúc đó Trung Quốc đã coi Việt Nam là một cái liên minh quân sự Liên Xô với ý đồ đánh Trung Quốc, và điều đó cũng y như Ukraine gia nhập NATO dưới con mắt của Putin. Chính vì thế nên Trung Quốc đã tấn công Việt Nam năm 1979 để dằn mặt cũng như hỗ trợ cho Khmer Đỏ đánh Việt Nam. Thưa quý vị, một cái câu hỏi tương lai nào cho Ukraine và Việt Nam trong mối quan hệ với hai anh láng giềng hung hãn khổng lồ, đó là nước Nga và Trung Quốc. Theo tác giả, vì một cái mối quan hệ nói trên nên cả Việt Nam và Ukraine đều rơi vào một cái hoàn cảnh đu dây hoặc buộc phải thần phục. Ukraine trước đây đã thoát Nga được một thời gian ngắn khi phát xít Đức xâm chiếm khu vực miền Tây chống lại Nga. Khi đó Ukraine theo Đức tấn công Liên Xô, còn Việt Nam chỉ thoát chung khi có những cái kẻ bảo kê mạnh hơn. Đó là thời Pháp thuộc, thời Việt Nam Cộng Hòa, với 20 năm được sự bảo trợ của Hoa Kỳ và hơn 10 năm Việt Nam được Liên Xô bảo trợ. Tuy nhiên hiện tại, lực lượng dư luận viên vẫn coi Việt Nam có những hành xử khôn ngoan hơn Ukraine với nước lớn bên cạnh. Đó là Việt Nam giữ một cái vị thế trung lập. Thực ra hiện tại, Việt Nam không hề trung lập, mà thân Trung Quốc hơn là thân phương Tây. Và nhiều quý vị đã biết chính quyền Việt Nam hiện tại đối với Trung Quốc gần như một cái chính quyền của Yanukovych Ukraine đối với nước Nga. Đó là một dạng phụ thuộc về mặt chính trị, thậm chí Việt Nam còn phụ thuộc vào Trung Quốc hơn do ý thức hệ cũng như con đường phát triển mà ban lãnh đạo cộng sản copy y nguyên của Trung Quốc, trong khi nước Nga bỏ tiền ra nuôi dưỡng một cái chính quyền của Yanukovych như nuôi một cái con nghiện với giá chất đốt khá rẻ. Nhưng kinh tế Ukraine không thể ngóc đầu lên vì bản thân Nga cũng nghèo đói, kiệt quệ, không khá giả gì. Đó là lý do theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, Ukraine muốn thoát khỏi cái tư thế còn nghiện hiện nay thì buộc phải gia nhập EU và NATO để vừa có quan hệ kinh tế với các cái nước tư bản giàu có và được nằm dưới cái sự bảo trợ quân sự của NATO.
Nhưng ý định vừa kể đã rơi vào bế tắc khi Nga cảm thấy Ukraine gia nhập NATO thì nước Nga sẽ bị đẩy vào đường cùng với những kẻ thù trước cổng. Việc Ukraine gia nhập EU hay NATO rất gian truân khi bản thân nội bộ EU và Hoa Kỳ cũng đang bị phân hóa về quyền lợi đối với Nga, chủ yếu là do sự phụ thuộc của Cộng hòa Liên bang Đức và Pháp là hai nước có tiếng nói trọng lượng trong EU và NATO. Đối với nước Nga, chỉ có Anh để ít phụ thuộc khí đốt của Nga. Do Anh nằm giữa đại dương nên Anh tỏ ra có cái thái độ cứng rắn, nhưng Anh cũng đã tách khỏi EU rồi. Theo tác giả, kể từ khi có dầu đá phiến và khí hóa lỏng, từ đó Mỹ đã bắt đầu có khả năng vay vãn Tây Âu để thoát khỏi sự phụ thuộc khí đốt của Nga. Nhưng vì khí đốt hóa lỏng vận chuyển bằng tàu biển đắt đỏ hơn khí đốt chạy trong đường ống, chạy từ Nga tới Đức tới Pháp, nên đó là lý do Đức và Pháp luôn luôn lo ngại chiến tranh với Nga nếu như Ukraine gia nhập NATO. Tuy nhiên, theo tác giả, những cái tiềm năng về năng lượng của Nga hiện nay là một cái điểm mạnh cũng là một cái điểm yếu của họ. Kinh tế Nga phụ thuộc vào xuất khẩu năng lượng, nên nếu bị cắt đứt đường ống dẫn khí sang Tây Âu, thì Nga chỉ còn con đường bán khí đốt sang Trung Quốc. Vì thế mà Nga phải tìm cách lùi bằng cách liên minh với Trung Quốc để phòng bị Tây Âu cấm vận do đánh Ukraine. Còn đối với Việt Nam chúng ta, vì không đến nỗi quá quan trọng với Trung Quốc như Ukraine, nên Việt Nam vẫn có cửa thoát mà không thực sự ngả hẳn vào vòng tay Hoa Kỳ. Đó là lý do ban lãnh đạo Hà Nội không chấp nhận ký một cái hiệp ước quân sự với Mỹ, và cơ hội để Việt Nam ra mặt chống Trung Quốc là một cái điều rất khó nếu không có hiệp ước quân sự với Mỹ. Vì thế Việt Nam vẫn có một cái cửa sáng hơn nếu so với Ukraine khi giữ một cái quan hệ không đối đầu với Trung Quốc, đồng thời quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn với phương Tây. Và hiện nay, có 14 quốc gia tiếp giáp với Trung Quốc, chỉ có 3 nước cộng sản là Bắc Triều Tiên, Lào và Việt Nam. Theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, người dân ở Việt Nam vốn giữ nguyên cái não trạng ơn huệ với Liên Xô trong thời gian chiến tranh. Đó là lý do cho đến nay, số lượng người Việt Nam bênh vực Nga hơn Ukraine, do dù lẽ ra Việt Nam phải bênh vực Ukraine hơn, do thân phận Việt Nam và Ukraine đồng cảnh ngộ. Với một vị trí của Việt Nam, nếu có xung đột xảy ra giữa Nga và Ukraine, theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, thì nên khôn ngoan hơn cả là cho bà Lê Thu Hằng phát biểu một cái điệp khúc "Chúng tôi rất làm tiếp, đề nghị các bên kiềm chế". Và nếu như Việt Nam tỏ ra mặt ủng hộ Nga, thì làm cái vấn đề đại ngô, bởi vì nó mang lại đại họa. Bởi vì Việt Nam ra mặt ủng hộ Nga không có gì bật đèn xanh cho Trung Quốc đánh vào các đảo tiền tiêu trên biển Đông của Việt Nam nếu như Việt Nam có các triệu chứng thân phương Tây. Theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, lãnh đạo Việt Nam cần phải hiểu rằng với một cái góc nhìn quốc tế thì việc nước Nga ngăn cản Ukraine tham dự EU hay NATO là một cái việc rất vô lý và phách lối, không thể ủng hộ. Nhưng nếu Nga tấn công Ukraine thì rõ ràng đó là một cuộc chiến xâm lược thì cần thiết phải lên án. Thưa quý vị, trong cái mối quan hệ như trong bài phân tích của tiến sĩ Dương Quốc Chính, tốt nhất Việt Nam cứ đứng giữa tọa sơn quan thủ đấu. Bởi vì thưa quý vị, bản thân tôi cũng không tin tưởng gì cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Đó là cái chính sách chuyên mang con bỏ chợ. Những cái bài học diễn ra đối với Việt Nam Cộng Hòa trước đây, rồi Iraq và mới đây đó là Afghanistan, thì quý vị thấy một sự đau xót chua cay đối với các cái chính quyền mà người ta tin tưởng vào cái sự hỗ trợ cũng như nâng đỡ của Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ khi lòng dân người ta không ủng hộ thì lập tức chính quyền Hoa Kỳ sẽ bỏ rơi các cái đồng minh của họ là một cái điều tất yếu. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt, bye bye quý vị.